Kể từ khi hóa thạch khủng long đầu tiên được phát hiện, mọi người đã bị thu hút bởi những sinh vật kỳ bí này và tự hỏi liệu chúng hoặc bất kỳ họ hàng gần gũi nào của chúng có còn tồn tại đến ngày nay hay không. Điều này đã gợi lên nhiều sự so sánh giữa các loài cá sấu và khủng long. Khủng long là cụm từ nói về một nhóm bò sát thuộc nhánh Dinosauria, nhưng khi nói về nó thì có một số bạn hiểu nhầm rằng tất cả các loài bò sát đều là khủng long. Có thể họ sẽ nghĩ đến các loài cá sấu để nói về việc khủng long vẫn còn tồn tại. Nhưng liệu cá sấu có thực sự là khủng long? Cuộc tranh luận này đã từng diễn ra. Nhưng giờ đây chúng ta có thể có một câu trả lời ngắn gọn là không. Cá sấu không phải là khủng long. Nhưng để hiểu đầy đủ lý do tại sao lại như vậy, chúng ta phải lùi vài bước và khám phá mối quan hệ tiến hóa giữa cá sấu và khủng long. Có thể các bạn đã biết thì cá sấu cũng có lịch sử lâu đời như khủng long. Cả hai loài động vật đều sống cùng nhau tại một thời điểm nào đó trong lịch sử địa chất của trái đất. Chúng cũng có chung một tổ tiên. Điều đó giải thích nhiều điểm tương đồng giữa chúng, nhưng chưa đủ để nói rằng chúng giống nhau. Trong video ngày hôm nay, Paul Jackson sẽ cùng các bạn tìm hiểu vì sao cá sấu không phải là khủng long và mối quan hệ cũng như sự khác biệt giữa chúng. Đây chỉ là thông tin mình góp nhặt từ nhiều nguồn và biên tập video dưới góc nhìn của một người cùng tìm hiểu về sinh vật tiền sử giống các bạn, không phải chia sẻ kiến thức, nên các bạn hãy bình luận chia sẻ ý kiến một cách văn minh ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe rồi chúng ta cùng đến với các nội dung chính thôi nào. Để hiểu về cuộc sống thời tiền sử, chúng ta cần phải dần dần gỡ rối một mạng lưới phức tạp về mối quan hệ tiến hóa giữa các nhóm động vật hoàn toàn khác nhau. Nói thật thì đôi lúc mình vẫn bị lú và nhầm lẫn về những cái này. Một trong những khái niệm quan trọng của những mối quan hệ này là về tổ tiên chung. Nói dễ hiểu thì hai loài động vật giống nhau nhưng lại không giống nhau. Đó có thể là lý do nó có chung một tổ tiên. Một sinh vật tổ tiên đã tạo ra hai dòng dõi riêng biệt này vào thời điểm nào đó trong quá khứ thời tiền sử. Hai dòng dõi giống nhau đến mức nào cũng tùy thuộc vào việc chúng tách ra khỏi gốc chung này được bao lâu. Tiêu biểu là trường hợp của khủng long và cá sấu. Việc có cùng một tổ tiên chung giải thích một số điểm tương đồng về thể chất của chúng, chẳng hạn như làn da, hàm răng trông ghê tởm, móng vuốt sắc nhọn và thậm chí cả những điểm tương đồng trong hành vi, chẳng hạn như thói quen sinh sản. Dòng dõi Archosaur là tổ tiên chung của cả khủng long và cá sấu. Diệt long và khủng long giống chim cũng có nguồn gốc từ dòng dõi này. Archosaurs là một phân nhóm của nhóm bò sát được gọi là Archosauriform. Nhóm này đã tiến hóa vào cuối kỷ Permi khoảng 260 triệu năm trước. Nhưng loài bò sát chúa thật sự đã tiến hóa trong kỷ Trias sớm, khoảng 250 triệu năm trước, sau sự kiện tuyệt chủng kỷ Permi, kỷ Trias. Sự đa dạng hóa đó của nhóm bò sát này đã đặt nền móng cho sự xuất hiện của cá sấu, khủng long và nhiều loài liên quan khác. Trong giai đoạn đầu của quá trình tiến hóa, những loài bò sát này đã thể hiện một loạt các khả năng thích nghi khiến chúng khác biệt với họ hàng bò sát của mình. Chúng bao gồm tư thế đứng thẳng hơn, khả năng vận động được cải thiện, hệ hô hấp hiệu quả và những khả năng thích nghi khác giúp chúng sinh tồn trong môi trường khô cằn của kỷ Trias. Khi quá trình tiến hóa của Archosaur tiếp tục trong kỷ Trias sớm, chúng phân nhánh thành hai dòng dõi chính, đó là Pseudosuchians và Avimetatarsalians. Pseudosuchians là một nhóm bò sát đa dạng, bao gồm tổ tiên của cá sấu thời hiện đại, cá sấu Mỹ và họ hàng của chúng. Còn các loài như Avimetatarsalians như Alamosaurus đã sinh ra loài khủng long và con cháu của chúng, cuối cùng bao gồm cả các loài chim. Các Pseudosuchians đa dạng hóa thành nhiều dạng khác nhau trong suốt kỷ Trias. Một số trong số chúng đã phát triển mõm dài hơn và các khả năng thích nghi chuyên biệt khác, cho phép chúng chiếm giữ cả môi trường trên cạn và dưới nước. Vào cuối kỷ Trias, một sự kiện tuyệt chủng đã quét sạch tất cả các loài, chỉ còn lại hai nhóm là Spherosauria và Rocodiliformes. Nhóm Rocodiliformes là tổ tiên của cá sấu Mỹ và cá sấu Cayman. Trong khi đó, quá trình tiến hóa của loài Avimetatarsalians lại diễn ra theo một quỹ đạo khác. Những con khủng long thực sự đầu tiên xuất hiện từ đống tro tàn của sự tuyệt chủng cuối kỷ Trias và nhanh chóng phát triển thành nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau. Chúng cũng thích nghi với nhiều vai trò sinh thái khác nhau và vô số loài trong nhóm này nhanh chóng trở thành động vật trên cạn thống trị cho phần còn lại của kỷ nguyên Mesozoic. Vì vậy, mặc dù cá sấu và khủng long có chung tổ tiên trong dòng dõi bò sát chúa, nhưng con đường tiến hóa tiếp theo của chúng đã dẫn đến sự khác biệt về hình thái, sự thích nghi về thể chất và vai trò sinh thái của chúng. Ví dụ, trong khi cá sấu sống theo lối sống bán thủy sinh, thì khủng long lại chiếm giữ các khốc sinh thái trên cạn và trên không.
Kết quả là cá sấu đã phát triển những đặc điểm hỗ trợ khả năng săn mồi trong môi trường nước vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Khi tiến hóa, cá sấu đã phát triển một loạt các đặc điểm đặc biệt khiến chúng khác biệt với khủng long. Chúng bao gồm các đặc điểm như cơ thể dài, thon gọn, được bổ sung bởi các chi mạnh mẽ, cho phép chúng di chuyển nhanh chóng trên cạn và dưới nước. Bộ hàm được trang bị những hàng răng sắc nhọn, rất thích hợp để bắt và kẹp chặt con mồi. Mắt và lỗ mũi nằm trên đỉnh đầu, cho phép chúng gần như chìm trong nước, trong khi vẫn duy trì nhận thức về môi trường xung quanh. Lớp da dày được tạo thành từ các vảy được sắp xếp đều đặn. Các vảy được hình thành từ lớp keratin, tương tự tạo nên tóc và móng tay của con người. Do hình dạng của mõm, chúng ta có thể nhìn thấy hàm răng dưới khi cá sấu ngậm miệng. Về hành vi, cá sấu nhìn chung là một loài vô cùng hung dữ. Chúng cũng dễ thích nghi hơn vì chúng có tuyến muối, cho phép chúng sinh sống ở cả nước mặn và nước ngọt. Cá sấu được tìm thấy ở châu Phi, châu Á, châu Úc và châu Mỹ, trong khi cá sấu mõm ngắn Mỹ chỉ được tìm thấy ở riêng châu Mỹ. Cá sấu và một số loài động vật khác ngày nay thường được coi là hóa thạch sống. Thuật ngữ này đề cập đến các loài đã tiến hóa vài triệu năm trước và đã tồn tại cho đến thời điểm hiện tại. Cá sấu đã nằm gọn trong loại này. Sự tiến hóa của tổ tiên chúng đã xảy ra cách đây hơn 200 triệu năm. Ngay cả cá sấu ngày nay cũng xuất hiện trong kỷ phân trắng khoảng 95 triệu năm trước. Chúng là loài bò sát chúa duy nhất có thể sống sót sau sự kiện tuyệt chủng cuối kỷ phân trắng đã quét sạch loài khủng long. Thực tế rằng các hình thức ngày nay có những điểm tương đồng với tổ tiên thời tiền sử của chúng. Mặc dù chúng đã tiến hóa nhiều khả năng thích nghi về thể chất và hành vi cách đây vài triệu năm, nhưng cá sấu vẫn không thay đổi nhiều kể từ những ngày đầu tiên. Một số nhà khoa học cho rằng điều này là do chúng đã tìm thấy những đặc điểm phù hợp nhất giúp chúng sinh tồn trong môi trường sống và hốc sinh thái mà chúng chiếm giữ. Điều này cho phép chúng duy trì trạng thái tiến hóa ổn định mà không thay đổi đáng kể. Vậy điều gì khiến cá sấu và khủng long khác nhau? Bên cạnh thực tế là khủng long hiện đã tuyệt chủng, cả hai giống động vật này sẽ trông hoàn toàn khác nhau ngay cả khi khủng long vẫn còn sống cho đến ngày nay. Đó là bởi vì khủng long có cấu trúc xương độc đáo và các đặc điểm giải phẫu khác có thể khiến chúng khác biệt với cá sấu và các loài bò sát khác. Một trong những đặc điểm khác biệt chính là khủng long có các chi thẳng đứng đặt dưới cơ thể thay vì chân dang rộng sang hai bên như cá sấu. Xương đùi của chúng gần như song song với mặt đất và được nối bởi một lỗ ở hốc hông. Điều này cho phép khủng long có tư thế đứng thẳng và làm cho chúng nhanh nhẹn hơn trên mặt đất so với cá sấu. Những khác biệt về mặt giải phẫu khác giữa khủng long và cá sấu bao gồm xương rỗng. Nhiều loài khủng long có xương rỗng giúp giảm trọng lượng cơ thể tổng thể và khiến chúng nhanh nhẹn hơn. Cổ hình chữ S. Nhiều loài khủng long, đặc biệt là các loài khủng long chân thú lớn hơn, có cổ hình chữ S cho phép phạm vi di chuyển rộng hơn và tạo điều kiện giữ thăng bằng tốt hơn. Xương chậu hợp nhất. Xương chậu của các loài khủng long thường được hợp nhất và liên kết chặt chẽ hơn so với các loài bò sát khác. Vảy. Vì trước đây các nhà khoa học cho rằng tất cả khủng long đều có vảy, nhưng hiện tại điều này đã không còn chính xác. Nhiều loài khủng long có lông trên cơ thể, tương tự như các loài chim hiện đại. Ngoài những khác biệt về thể chất này, khủng long còn có những đặc điểm sinh thái và hành vi khác khiến chúng khác biệt với cá sấu, nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ chẳng hạn như Spinosaurus. Còn lại thì hầu hết các loài khủng long đều thích nghi hoàn toàn với cuộc sống trên cạn. Trong khi cá sấu là loài săn mồi ăn thịt, thì khủng long lại đa dạng hóa thành nhiều vai trò sinh thái khác nhau. Chúng bao gồm động vật ăn cỏ, động vật ăn thịt và động vật ăn tạp với nhiều thói quen kiếm ăn khác nhau. Khủng long cũng thể hiện thành viên nhóm khác nhau, một số trong số chúng tạo thành các đàn săn mồi. Ngay cả những dạng khủng long đào hang như Oryctoromyus cũng được phát hiện có thói quen tương tự như các loài động vật có vú đào hang thời hiện đại. Vì cá sấu và họ hàng của chúng đã tồn tại được vài triệu năm, nên hóa thạch của chúng có rất nhiều trong các tảng đá cổ từ kỷ Jura cho đến thời điểm hiện tại. Hồ sơ hóa thạch cho thấy những loài sớm nhất là những động vật trên cạn nhỏ, có hai chân. Hai trong số những tổ tiên cá sấu như vậy đã được phát hiện cho đến nay là Erbetosuchus và Roswellia. Erbetosuchus sống vào cuối kỷ Trias và được phát hiện lần đầu tiên ở đông bắc Scotland vào cuối những năm 1800. Roswellia có hình dạng giống cá sấu hơn và sống ở Bắc Mỹ trong thời kỳ Trias muộn. Vào kỷ Jura, những con cá sấu thời tiền sử này bắt đầu chuyển đổi từ môi trường sống trên cạn sang môi trường sống dưới nước. Do đó, chúng phát triển cơ thể thon dài hơn, mõm hẹp và bộ hàm khỏe mạnh. Chế độ ăn uống của chúng cũng tiếp tục thay đổi trong suốt kỷ Jura và kỷ phân trắng. Một số trong số chúng, chẳng hạn như loài Stomatosuchus, kỷ phân trắng, sống sót nhờ chế độ ăn sinh vật phù du và nhuyễn thể tương tự như cá voi hiện đại. Như đã đề cập trước đó, cá sấu không thay đổi nhiều kể từ những ngày đầu.
Nhiều dạng thuộc kỳ phấn chân bụng của loài bò sát này trông khá giống với các hình dạng hiện đại. Chúng có mõm dài, đuôi mạnh mẽ, lớp da dày và dáng đi ngổn ngang. Ngoài những điểm tương đồng về thể chất, một số họ hàng cá sấu kỳ lạ đã được phát hiện trong hồ sơ hóa thạch. Một trong số chúng ta có thể nói đến như Sarcosuchus, kỳ phân trắng sớm, và Deinosuchus, kỳ phân trắng muộn, đang phát triển đến kích thước khổng lồ. Chúng cũng đa dạng về môi trường sống. Trong khi một số loài như Aegisuchus sống ở sông, thì những loài khác như Dacosaurus phát triển chân chèo và sống ở đại dương. Ngay cả một số loài cá sấu chạy trên cạn như Caprosuchus cũng đã được xác định trong hồ sơ hóa thạch. Điều này cho thấy cá sấu từng đa dạng hơn hiện nay, bằng chứng là các hóa thạch và lịch sử tiến hóa của chúng. Để có thể tìm hiểu về các loài cá sấu tiền sử, các bạn có thể tìm trong danh sách phát hồ sơ cá sấu hoặc video về các loài cá sấu tiền sử nổi bật ở đây nhé. Ý tưởng cho rằng cá sấu có liên quan đến khủng long đã có từ hơn một thế kỷ trước. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai nhóm động vật này đã được hình thành từ rất sớm trong lịch sử. Đã có những bài báo khoa học đầu tiên công nhận khủng long là một nhóm bò sát riêng biệt trong kỷ nguyên Mesozoic. Phân biệt chúng với các loài bò sát khác, bao gồm cả cá sấu. Vì vậy, các nhà nghiên cứu ban đầu coi chúng là những nhóm hoàn toàn khác biệt và không liên quan. Việc thành lập nhóm Archosauria bởi Edward Rinker Cope vào năm 1869 đã giúp thiết lập mối quan hệ tổ tiên giữa khủng long, cá sấu, chim và các nhóm bò sát khác. Nghiên cứu sau đó về nhóm bò sát chúa tập trung vào việc giải thích sự khác biệt giữa các thành viên khác nhau trong nhóm và xác định thời điểm chúng phân chia thành các dòng tiến hóa khác nhau. Hầu hết các nghiên cứu ban đầu liên quan đến việc phân tích bằng chứng hóa thạch và so sánh những điểm tương đồng cũng như khác biệt về bộ xương giữa khủng long và cá sấu. Gần đây hơn, các nhà khoa học đã nỗ lực đầu tư không chỉ để xác định sự khác biệt giữa các nhóm khủng long này mà còn để xác định mối quan hệ giữa chúng với nhau. Những tiến bộ trong nghiên cứu di truyền và sinh học phân tử đã giúp làm sáng tỏ mạng lưới phức tạp của các mối quan hệ di truyền kết nối giữa cá sấu và các loài khủng long. Một khám phá quan trọng giúp các nhà khoa học thực hiện điều này dễ dàng hơn là việc thừa nhận rằng chim thực sự là một họ hàng gần nhất còn sống của khủng long. Với kiến thức này, các nhà khoa học giờ đây có thể thực hiện giải trình tự di truyền chuyên sâu về bộ gen của cá sấu và so sánh chúng với bộ gen của các loài chim, họ hàng gần nhất của loài khủng long. Họ phát hiện ra rằng bộ gen của cá sấu rất giống với bộ gen của loài chim hơn bất kỳ loài bò sát nào khác. Cho đến nay, chúng ta không tìm thấy DNA nguyên vẹn của khủng long trong hóa thạch, nên các phân tích hiện đại để so sánh khủng long và cá sấu phải dựa vào nhiễm sắc thể và bộ gen có nguồn gốc từ các loài chim khác nhau. Bằng cách sử dụng các công cụ và đồng hồ phân tử dựa trên tỷ lệ đột biến gen, các nhà khoa học đã có thể ước tính thời gian phân kỳ có thể xảy ra giữa các dòng dõi bò sát chúa khác nhau. Cách tiếp cận này kết hợp với những bằng chứng sẵn có đã giúp xác định các điểm tham chiếu có giá trị trong dòng thời gian tiến hóa của nhóm bò sát khác nhau này để xác định các điểm phân nhánh của chúng trong dòng dõi bò sát chúa lớn hơn. Với những tiến bộ trong tương lai của sinh học phân tử, sự hiểu biết của chúng ta về lịch sử tiến hóa của cá sấu, khủng long và bò sát chúa sẽ tiếp tục được cải thiện. Nhưng trong khi câu trả lời cho câu hỏi về mối quan hệ giữa khủng long và cá sấu có vẻ đơn giản, vẫn còn một số điểm chưa rõ ràng và những tranh cãi vẫn chưa được giải quyết. Các lý thuyết và tranh luận khoa học khác nhau vẫn tồn tại liên quan đến mối quan hệ tiến hóa giữa các nhóm này. Một trong những cuộc tranh luận tập trung vào mối quan hệ gần gũi giữa các loài khủng long. Trước đây, các nhà khoa học tin rằng cá sấu và khủng long giống chim có quan hệ họ hàng gần gũi hơn. Tuy nhiên, những khám phá hóa thạch cho thấy loài chim là hậu duệ trực tiếp của khủng long chân thú và các nghiên cứu di truyền gần đây cho thấy cá sấu ở gần Archosaur hơn so với giả định ban đầu. Dựa trên những phát hiện này, khủng long và chim tạo thành một nhánh riêng biệt được gọi là Avimetatarsalia, khác biệt với các nhóm loài tạo ra cá sấu. Một khía cạnh khác của quá trình tiến hóa cá sấu đó là sự đa dạng. Đây là nhóm rộng hơn bao gồm cá sấu và họ hàng đã tuyệt chủng của chúng. Bằng chứng hóa thạch cho thấy có rất nhiều dạng cá sấu với các thuộc tính khác nhau. Sự đa dạng này đặt ra câu hỏi về các hốc sinh thái mà những sinh vật này chiếm giữ và tại sao loài cá sấu hiện đại dường như kém đa dạng hơn tổ tiên của chúng. Cá sấu còn sống thậm chí còn thể hiện sự đa dạng ít hơn so với khủng long và chim, khi chỉ có 28 loài so với 10.000 loài chim. Điều này khá khó hiểu khi cả hai nhóm đều tiến hóa từ cùng một gốc và cùng nhau sống sót sau sự kiện tuyệt chủng cuối kỳ phân trắng. Tóm cái váy lại thì chúng ta có thể khẳng định câu trả lời cho câu hỏi ở đầu video là không. Mặc dù cả hai đều có chung một tổ tiên, nhưng chúng đã tách ra theo các nhánh riêng biệt của cây họ bò sát chúa từ lâu trong kỷ Trias.
Sự phân chia sớm này trong lịch sử tiến hóa của chúng giải thích tại sao cả hai nhóm đều thể hiện những đặc điểm thể chất và hành vi hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, cá sấu và chim là họ hàng gần nhất của khủng long mà chúng ta có. Cá sấu thậm chí còn giống về mặt hình thái hơn với một số loài khủng long vì chúng đã cố gắng giữ được cái danh là loài săn mồi nguy hiểm và đáng sợ. Dù cá sấu không phải là khủng long, chúng ta vẫn có thể nhìn vào chúng và nhìn ra khung cảnh cách đây đã từ rất lâu khi những sinh vật này vẫn lang thang trên trái đất với tư cách là những kẻ săn mồi hàng đầu của hệ sinh thái trên cạn. Vừa rồi là những phân tích mà UltraXe chúng mình muốn gửi đến tất cả các bạn. Video này chắc chắn sẽ còn những thiếu sót, nên có điều gì cần bổ sung góp ý các bạn hãy bình luận bên dưới nhé. Các bạn cũng có thể gửi idea hay content về cho chúng mình qua mail hoặc fanpage. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.